Thưa quý vị, sau gần 3 tháng tạm hoãn, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến bà chùm muôn lậu 10 tường đã được mở lại. Trong phiên tòa lần này, không những không ngừng kêu oan, mà bà chùm này còn gây bất ngờ khi tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu vận chuyển 500.000 đô la và tình tiết liên quan đến một cán bộ biên phòng. Ngày 14 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 5 bị cáo, gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh, 10 tường, 53 tuổi, Phạm Thanh Sang, 40 tuổi, Hồ Tuấn Linh, 41 tuổi, Nguyễn Văn Lê, 38 tuổi, Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang. Bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố, còn bị cáo Hạnh tiếp tục kêu oan. Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai, người chủ mưu thực sự là bà TKB, 62 tuổi và ông DCC, 70 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Châu Đốc An Giang. Theo bị cáo Hạnh, hai người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 đô la, chứ không phải là 470.000 đô la như lực lượng biên phòng bắt giữ. Bị cáo Hạnh trình bày, nhờ sự giúp sức của ông TVC hay còn gọi là CD, ngụ tại huyện An Phú, và ông Hát, cán bộ biên phòng tỉnh An Giang. Ông CD là người có liên hệ mật thiết với ông Hát để canh đường vận chuyển tiền qua biên giới. Ông Hát kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 đô la, nhưng ông này đã lấy 30.000 đô la để tiêu xài. Khi công tố viên hỏi lý do tại sao, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không khai ra người chủ mưu, mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này. Vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 đô la, nhưng khi lập biên bản thu giữ tăng vật lại là 470.000 đô la? Trả lời viện kiểm sát, bị cáo hạnh khai do bản thân bị lẫn, cho nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì, bà không trả lời, mà chờ đến phiên phúc thẩm. Qua lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo. Phiên tòa được mở lại vào ngày 21 tháng 11. Theo cáo trạng, vào sáng 24 tháng 6 năm 2019, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi, phương tiện thủy ở miền Tây, từ hướng Campuchia và Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người trên vỏ lái quay đầu vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia một người trong nhóm đã ném lại túi ni lông, bên trong có 470.000 đô la. Quá trình điều tra, Sang và Linh đã ra đầu thú, còn Lê và Minh bị bắt. Điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại phường Vĩnh Ngươn. Cả hai khai nhận đã tham gia vận chuyển số ngoại tệ cùng với Sang và Linh. Nhóm bốn người này khai làm thuê cho Mười Tường và chị gái của bà ta. Trong thời gian này, họ thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam. Hôm xảy ra sự việc, bốn người này sang Campuchia nhận đô la vận chuyển về Việt Nam để giao cho 10 tường, thì bị lực lượng tuần tra phát hiện. 10 tường được biết đến là chủ buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội, vận chuyển trái phép 470.000 đô la qua biên giới, 10 tường còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác, gồm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép 200.000 đô la qua biên giới và rửa tiền. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Minh, Lê, Sang và Linh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội danh trên. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người liên quan, tài liệu cũng như chứng cứ trong vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ. Bốn bị cáo trong vụ án đã vận chuyển trái phép 470.000 đô la từ Campuchia vào Việt Nam theo sự chỉ đạo của Mười Tường. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, Mười Tường là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới, bằng cách lợi dụng đường biên giới và những người không có việc làm ổn định để thuê mướn, lôi kéo vào con đường phạm tội. Các bị cáo còn lại đã trực tiếp tham gia, giúp sức cho Mười Tường nhằm hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm trực tiếp tới trật tự, hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách quản lý tiền tệ.